Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong tháng 3 và tháng 4 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 350.000 xe ô tô đến hạn kiểm định. Tính chung, cả hai địa phương này có đến 263.238 xe có nguy cơ không thể đăng kiểm khi đến hạn. Con số này chưa tính lượng ô tô mới được bán ra hàng tháng. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đang xin ý kiến Bộ Tư pháp đẩy nhanh tiến độ việc ban hành thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định xe cơ giới với trình tự thủ tục rút gọn để giải quyết vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn hiện nay. Nội dung sửa đổi chính của thông tư 16 là bổ sung quy định miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới mới, chưa qua sử dụng có năm sản xuất không vượt quá 1 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định. Theo lãnh đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện thông tư 16 đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến quy định miễn đăng kiểm lần đầu cho xe mới có thể sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Ngày 9 tháng 3, sau nhiều lần bị hoãn, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, sinh năm 1984, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với 24 bị cáo khác về các tội danh trên. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng BVcombank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á VAB. Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo 371 tỷ đồng của NCB, BVcombank, VAB và 63 tỷ đồng của 4 cá nhân khác. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền ông Đặng Nghĩa Toàn ở thành phố Hà Nội bằng hình thức yêu cầu người này gửi tiền vào NCB qua 4 sổ tiết kiệm. Nguyễn Thị Hà Thành giữ các sổ này, sau đó giả chữ ký của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn để vay NCB 47,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Tại VAB, Nguyễn Thị Hà Thành cũng nhờ ông Đặng Nghĩa Toàn và nhiều người khác gửi tiền để giữ sổ tiết kiệm. Hà Thành sau đó dùng các sổ này làm tài sản đảm bảo, vay và chiếm đoạt 273 tỷ đồng. Để được giải ngân khoản vay, Hà Thành đã lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng, đồng thời giả chữ ký, lăng giả vân tay của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn trên hồ sơ. Trong vụ án, cơ quan công tố xác định không đủ căn cứ xác định vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn là đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành trong việc lừa đảo các ngân hàng do ông Đặng Nghĩa Toàn không nhận được văn bản của ngân hàng thông báo sổ tiết kiệm của mình bị cầm cố. Sáng ngày 9 tháng 3, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về việc cháu H, 11 tuổi, ở thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, bị chính cha mình bắt cóc nhằm tung tin chiếm đoạt tài sản. Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 8 tháng 3, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc tại cổng trường tiểu học thị trấn An Bài, cháu H sau khi tan trường bị một đối tượng đưa đi. Người này sau đó nhắn tin Zalo cho Nguyễn Văn Đông, 39 tuổi, ở tổ 4, thị trấn An Bài là cha của cháu H, để đòi tiền chuộc và yêu cầu không được báo công an. Đáng chú ý, qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ việc này chính là Nguyễn Văn Đông. Đông đã tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc nhằm dễ dàng vay tiền từ những người thân quen để trả nợ. Tại cơ quan công an, Đông khai nhận đã đưa cháu H đến một nhà nghỉ tại huyện Vĩnh Bảo, rồi dùng dây điện vỏ nhựa trói ngược hai tay cháu ra sau, sử dụng khăn quàng đỏ bịt mắt, bịt miệng con gái lại, lấy điện thoại chụp ảnh ghi lại hình ảnh giống như nạn nhân đang bị kẻ gian bắt cóc, khống chế giữ làm con tin. Sau đó, đối tượng tạo tài khoản Zalo ảo, gửi hình ảnh con gái cho một số người thân quen để cầu cứu họ cho vay mượn tiền để chuộc con gái. Ngày 9 tháng 3, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản gửi các bộ ngành địa phương về việc công bố công khai hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú. Theo đó, căn cứ trên cơ sở công bố của bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành thực hiện công bố công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú, kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, theo luật cư trú, nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2023.
Ngày 9 tháng 3, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận tuyến cao tốc Cam Lộ - Quảng Trị - Túy Loan - Đà Nẵng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi đường hẹp, nhiều xe ô tô vượt ẩu. Cánh tài xế đi trên tuyến đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan cho biết, đi đường này hiện không có trạm thu phí nên đi qua 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng không tốn phí cầu đường, đỡ cước phí vận chuyển. Cùng đó, tuyến cao tốc này cấm xe máy, nhưng một số người phóng xe máy bạt mạng gây nguy hiểm cho an toàn giao thông. Theo các tài xế, tuyến cao tốc này cần trang bị hệ thống giám sát bằng camera nhằm kiềm tỏa các vi phạm tốc độ vượt sai quy định. Cùng đó, cần nghiên cứu làm thêm đường dân sinh qua vùng trồng keo tràm của người dân, tránh để người dân khai thác keo rồi vứt xuống nền đường cao tốc. Trước sự việc này, ngày 9 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự, kết nối thông tin liên lạc, chủ động ứng phó tuyến cao tốc phân đoạn Cam Lộ - La Sơn. Các ngân hàng tài trợ vốn đã tổ chức đánh giá chung để xem xét tiến độ thực hiện, đề xuất các giải pháp thúc đẩy triển khai dự án xây dựng tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông tin vào chiều ngày 9 tháng 3. Cụ thể, khởi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, điện, cấp và thoát nước trong quý 2 năm 2023, thời gian thi công khoảng 20 tháng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu chính vào năm 2025. Hoàn thiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, tư vấn kiểm soát thực hiện dự án và giám sát thi công CS2B trước khi trao thầu gói thầu CS2B, hoàn thành công tác đấu thầu tư vấn CS2B và huy động tư vấn vào quý 1 năm 2024. Dự kiến năm 2025, dự án tuyến Metro số 2 sẽ khởi công xây dựng một số gói thầu chính. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 tại một công trình xây dựng trên đường Ngô Thị Sĩ, phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã xảy ra sập bờ ta luy đè lên ông Ngô Văn Giang, sinh năm 1975, quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa khiến nạn nhân tử vong. Thời điểm trên, nhóm lao động trong đó có ông Giang đang dọn dẹp khu vực công trường xây dựng móng nhà cho một người dân. Bất ngờ bờ ta luy đất cao khoảng 4m, rộng 5m bất ngờ đổ ập xuống. Không may ông Giang bị khối lượng lớn đất đè lên người.